Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, theo kênh truyền thông nhà nước Syria Sana, không quân Israel đã phát động một cuộc không kích lớn nhằm vào các cơ sở của lực lượng thân Iran nằm tại vùng ngoại ô phía nam Damascus vào dạng sáng ngày 27 tháng 4. Các nguồn tin từ quân đội Syria SAA cho biết, Israel đã bắn đi ít nhất là 8 tên lửa từ không phận Liban. Phòng không Syria đã đánh chặn thành công 5 quả tên lửa, 3 quả còn lại mất phương hướng và rơi xuống quận Sayeda, Nayabs, phía nam của Damascus. Báo cáo của quân đội Syria SAA sau đó cho thấy cuộc tấn công của Israel đã làm thất bại hoàn toàn khi không có tên lửa nào đến được mục tiêu. Còn theo phân tích của chuyên trang hàng không avia.pro, Israel nhiều khả năng đã sử dụng tên lửa hành trình Delias trong cuộc không kích ngày 27 tháng 4, bởi vì loại vũ khí này được cho là có thể vượt qua hệ thống radar cảnh giới của phòng không Syria các chuyên gia quân sự của trang Aviapro thì cũng nhận định rằng sở dĩ mà Israel thất bại trong cuộc tấn công trên là vì họ không lường trước được sự tham gia của lực lượng tác chiến điện tử của Nga trong hệ thống phòng thủ của Damascus. Cụ thể là các biện pháp áp chế điện tử của Nga được triển khai tại xung quanh Damascus có thể đã vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường của tên lửa DDS khiến cho nó không đến được mục tiêu. Nhận định này được chuyên gia của trang Aviapro đưa ra dựa trên những bức ảnh. Tên lửa của Israel rơi xuống gần một căn cứ của Hezbollah sau vụ tấn công này. Khoảng cách từ vị trí của tên lửa rơi cho đến mục tiêu thì được ứng lượng vào khoảng 1 km. Giới quan sát cho rằng điều này chỉ có thể xảy ra khi mà tên lửa Israel bị áp chế điện tử. Nó cũng giúp giải thích vì sao ba quả tên lửa Israel bắt phương hướng khi đã đến được gần mục tiêu. Tuy nhiên, thì đây mới chỉ là phân tích của trang Aviapro và chưa được các bên liên quan xác nhận. Phía Israel hiện nay chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về kết quả của cuộc không kích vào hôm 27 tháng 4 và nhiều khả năng Tel Aviv sẽ thực hiện lại một cuộc tấn công trong những ngày tới. Điều này có thể thấy rõ trong tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel là Natalie Benes sau vụ không kích. Ông này nói rằng, chúng tôi sẽ không cho phép các mối đe dọa Israel tồn tại ở bên kia biên giới mà không hành động. Người Nga thì hiện cũng không có bình luận nào về cuộc không kích của Israel nhằm vào Damascus. Các chuyên gia tin rằng trên thực tế, Israel đã cảnh báo trước cho quân đội Nga về cuộc tấn công. Do đó thì hệ thống tác chiến điện tử của Nga mới thì có thể vô hiệu hóa được tên lửa Israel. Trong một diễn biến khác, hai quân Mỹ cáo buộc ít nhất là 11 xuồng vũ trang Iran đã tiếp cận nguy hiểm tàu chiến của Mỹ, trong khi mà truyền thông Iran đã kích kịch liệt Washington đồng thời công bố một đoạn video mới về các loại máy bay không người lái UAV, tên lửa hải quân và những loại vũ khí khí tài mang tính đe dọa khác. Hình thái tác chiến phi đối xứng này, trong đó thì một bên sử dụng những chiến thuật khác biệt và không ngang tầm với đối thủ nhưng lại tạo ra một mối đe dọa, thật khó để đương đầu. Trong bài viết đăng tải trên tạp chí National Interest của Mỹ, nhà báo Seth Freeman đã đặt một câu hỏi. Liệu công nghệ của Israel những thứ đã được dùng để đối phó với các mối đe dọa từ phía Iran trong vòng nhiều năm qua có phải là một biện pháp hiệu quả trong những trường hợp như thế này? Công ty các hệ thống quốc phòng tiên tiến Rafael, một đơn vị sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Iron và hệ thống phòng vệ chủ động Trophy dành trên xe tăng Abrams, đã cho ra đời nhiều giải pháp khác nhau để dành đối phó với các mối đe dọa tương tự như tại vùng vịnh. Công ty Rafael lưu ý rằng. Các lực lượng phi đối xứng kết hợp với phương tiện tác chiến trên không, ví dụ như là máy bay không người lái UAV hoặc trên biển, thì có thể vô hiệu hóa những eo biển hẹp tương tự như là những eo biển tại vùng vịnh. Iran đã cho thấy nước này có thể sử dụng bầy đàn xuồng tấn công nhanh để nhằm quấy rối tàu chiến của Mỹ, thậm chí có thể phục kích các thủy thủ của Mỹ và thủy quân lục chiến của Anh trong quá khứ. Tehran còn sử dụng 25 UAV và tên lửa hành trình để nhằm tấn công cơ sở dầu mỏ Aqwai tại Ả Rập vào hồi tháng 9 năm ngoái, cho thấy rằng mối đe dọa từ bầy đàn UAV của nước này là lớn tới mức nào. Hiện tại, khả năng phát hiện các mối đe dọa phức tạp như UAV cỡ nhỏ và xuồng tấn công nhanh thì đang bị hạn chế. Iran đã tiết lộ các UAV vũ trang mới vào hôm 18 tháng 4 và tên lửa chống hạm mới hôm 21 tháng 4. Chúng đều có kích cỡ nhỏ, tốc độ cao và rất khó bị phát hiện. Tài liệu mới được công bố gần đây của tập đoàn Rafael về vấn đề đối phó với các mối đe dọa này đã nhận định rằng khả năng cơ động nhanh chóng của chúng đã gây khó khăn cho việc phát hiện. Các hệ thống phòng thủ lắp đặt trên tàu chiến hiện nay có nhiều hạn chế do chúng có tầm bắn rất ngắn. Thêm nữa, có quá nhiều mối đe dọa xuất hiện tại một khu vực chật trội như là ở biển Hormuz và những mối đe dọa này lại có những tiềm năng đáng gờm. Để ứng phó, thì tập đoàn Rafael đã phát triển các giải pháp phòng thủ phi đối xứng ADS và đa lớp, trong đó thì cung cấp rất nhiều giải pháp phòng thủ hải quân đa dạng, có khả năng phát hiện, định vị, theo dõi và vô hiệu hóa nhiều mối đe dọa phi đối xứng từ nhiều cự li khác nhau. Hệ thống này có thể hỗ trợ phòng thủ trước các nỗ lực phá hoại từ phía Iran hoặc những thế lực khác. Ví dụ, các đồng minh của Iran tại Yemen đã sử dụng UAV chống lại Ả Rập Xê Út và tấn công tàu thuyền tại biển đỏ. Tương tự, lực lượng Hezbollah đã trang bị UAV, tên lửa và các loại dẫn đường chính xác của Iran. Tehran cũng từng ná tên lửa vào lực lượng của Mỹ tại Iraq, đồng thời triển khai quân ủy nhiệm của họ tới quấy rối lực lượng Mỹ tại gần đó. Mối đe dọa từ phía hải quân Iran cũng được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm này. Hệ thống phòng thủ đa lớp mà tập đoàn Rafael mường tượng sẽ tận dụng những công nghệ đã chứng minh được mức độ hiệu quả, như là tên lửa dẫn đường tầm xa Spy công nghệ chống UAV Arondam và một loại vũ khí có thể tấn công máy bay không người lái được gọi là Firefly. Bên cạnh đó, các loại vũ khí năng lượng định hướng như là vũ khí laser, bà thì cũng có thể được triển khai. Chúng có khả năng phá hủy và làm tê liệt radar, anten và một số hệ thống vũ khí của đối phương. Israel đã phát triển công nghệ laser trong vòng nhiều năm qua để tiêu diệt các loại UAV, rocket, đồng thời nghiên cứu phạm vi ứng dụng khác cho nó chẳng hạn như là hệ thống Iron Dome của tập đoàn Rafael đã đánh chặn UAV bằng tia laser. đối với lĩnh vực phòng thủ trên tàu Israel đã cho ra đời dòng pháo hạm điều khiển từ xa Typhoon với thiết bị ngắm quang điện tử Topline chúng đã được nhiều quốc gia sử dụng trong đó có cả Australia hệ thống Topline có khả năng thu thập thông tin tình báo giám sát phát hiện và theo dõi các mối đe dọa sở dĩ mà Israel nghĩ tới hệ thống phòng thủ đa lớp là bởi vì các mối đe dọa mà những cường quốc phương Tây công nghệ cao đang phải đối mặt hiện nay có sự khác biệt so với trong quá khứ. Các thế lực thù địch đến từ một chính phủ hoặc một tổ chức phi chính phủ đều đang có một xu hướng sử dụng ngày càng nhiều UAV và tên lửa dẫn đường chống tăng. Những chiếc xuồng cỡ nhỏ đã cho thấy khả năng phá hoại của chúng từ gần 20 năm trước trong vụ con tàu khâu của Mỹ bị tấn công tại Yemen. Các quốc gia như là Iran không có lực lượng lục quân quy mô lớn hay hải quân hùng mạnh có thể đối đầu một trọi một đối với Mỹ hoặc đồng minh của Washington. Nhưng thay vào đó, họ sẽ muốn lựa chọn các chiến thuật phục kích và sử dụng các loại UAV, tên lửa, những thứ vũ khí đã được họ đầu tư, cũng như là khiến cho chúng trở nên rất hoàn hảo. Israel đã đầu tư vào những công nghệ quốc phòng ưu tiên tính năng phát hiện, theo dõi và sau đó là tấn công mối đe dọa. Ví dụ như là một UAV của Iran xâm nhập không phận của Israel vào hồi tháng 2 năm 2018 đã bị trực thăng Apache của Israel bắn hạ. Tenavi thì cũng đang sử dụng các hệ thống Iron Dome, Patriot, Arrow và David Sling để đối phó với những mối đe dọa đường không khác. Và cho tới thời điểm này, các xuồng tấn công nhanh của Iran vẫn chưa lần nào tấn công tàu chiến Mỹ. Và Tehran đã cho thấy nước này khá thận trọng trong việc thách thức trực diện người Mỹ. Tuy nhiên, Iran bị cáo buộc đã thả cho quân ủy nhiệm giết hại một số thành viên trong liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Iraq. Ngoài ra, thì đồng minh của Iran tại Damascus đã quấy rối lực lượng của Mỹ tại gần căn cứ của Tans, căn cứ Mỹ tại Syria, gần biên giới với Jordan. Những mối căng thẳng gia tăng tại vùng vịnh từ năm ngoái, trong đó có sự vụ Iran bị cáo buộc dùng min để tấn công tàu dầu trong tháng 5 và tháng 6 năm 2019, đã cho thấy nước này biết cách sử dụng các mối đe dọa trong tay họ một cách rất hiệu quả và tích cực đổi mới phương thức sử dụng chúng. Israel đang phải đối mặt với những mối đe dọa đó tại Syria và vùng dọc biên giới với Liban. Tel đã triển khai tiềm kích thể thứ năm tiên tiến là F-35, đồng thời hướng dẫn Mỹ cách đương đầu với các mối đe dọa tại Trung Đông. Israel cũng thiết lập một sở chỉ huy mới chuyên tập trung vào mối đe dọa từ phía Iran. Đây là một phần kế hoạch hiện đại hóa lực lượng quốc phòng của nước này trong vòng nhiều năm qua. Hiện tại, Israel phụ thuộc rất lớn vào những công nghệ tiên tiến do ba công ty quốc phòng hàng đầu của nước này, gồm Rafael, Elbit System và Tổ hợp Hàng không Vũ trụ Israel phát triển để có được những giải pháp đương đầu với nhiều mối đe dọa mới. Trong một diễn biến khác, tiêm kích MiG-31 cho đến ngày nay thì vẫn là chiếc máy bay nặng nhất được thiết kế để không chiến. Tiêm kích mang biệt danh là Phong tức là chó săn cáo, được đánh giá cao nhờ radar quét mảng điện tử chủ động Zaslon khổng lồ. Trong lượng là hơn 1.000 kg, gấp 10 lần kích thước của radar trên nhiều máy bay chiến đấu nhỏ hơn và gần gấp 3 lần so với radar của F-15. Theo tờ Military Watch, các biến thể hiện đại hóa của radar này còn mạnh hơn nhiều lần so với F-15 hay thậm chí là F-22 Raptor hoặc F-35 Lightning II của Mỹ. MiG-31BS là một biến thể có khả năng chiến đấu trên không cao nhất của Nga và được trang bị tên lửa không đối không R-37, có tầm bắn gần gấp 4 lần tên lửa AIM-120C của Mỹ gần đây đã giao cho phía Israel. Tên lửa R-37 cũng nhanh hơn đáng kể với tốc độ Mach 6 tài trọng 60 kg khiến cho việc đối đầu với nó trở nên là vô cùng khó khăn. Mặc dù số MiG-31 Siri dự định mua là không nhỏ, nhưng đây sẽ là một yếu tố thay đổi cuộc chơi lớn bởi MiG-31 có khả năng nhận thức tình huống vô song và khả năng tấn công máy bay Israel từ tầm cực xa, vượt quá những phạm vi họ có thể trả đũa. Kết hợp với các hệ thống phòng không mới và đầu tư nâng cấp các hệ thống S-200 cũ, phong Hào mang đến tiềm năng cách mạng hóa khả năng tác chiến trên không của Syria với chi phí cực kỳ khiêm tốn. Trong khi mà MiG-31 chưa được bán ra thị trường bên ngoài, Syria được cho là có thể ký hợp đồng mua lại máy bay tân trang từ phi đội dư bị của Nga, được cho là có thể có hơn 100 chiếc phong hào Nga không còn đủ sức duy trì hoạt động sau khi mà Liên Xô sụp đổ. Khả năng Nga bán MiG-31 cho Syri gây lo ngại nghiêm trọng ở cả Israel và phương Tây, dẫn đến việc gây áp lực đáng kể để Moscow phải hủy bỏ thỏa thuận. Truyền thông Israel đưa tin năm 2014 rằng thỏa thuận phong hào bị Nga hủy bỏ do áp lực từ phía Israel. Một đại diện của tập đoàn máy bay Mikoyan vào ngày 20 tháng 5 đã phủ nhận rằng đã từng có một thỏa thuận cung cấp cho Syria các máy bay đánh chặn MiG-31 phong hào. Trong khi mà sự tồn tại của thỏa thuận MiG-31 bị phủ nhận, các quan chức Nga sau đó xác nhận rằng Syria đã tìm cách mua hệ thống phòng không S-300P mũ 2, một thỏa thuận cũng chấm dứt do áp lực từ phía phương Tây và Israel đối với Moscow. Với sự bùng nổ chiến tranh nước này vào năm 2011, thì vai trò chính của Không quân Syria là tiến hành các cuộc không kích vào mặt đất và các máy bay đòi hỏi bảo trì thấp, giá rẻ như là MiG-21, Su-22 được rất ưa chuộng. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.